Rồi mời cả nhà đi dạo quanh một cái trại nấm. Nó sẽ có hình thức như thế này và kẻ thiết kế thì nó cũng như thế này. Lối đi ở đây thì 80. Trại rất là thoáng. Rất là cao. Trại này cao tới cột con tới 4 mét, cột cái tới 5 mét. Nên khi chắc cái này nó chỉ tầm khoảng cỡ 1m7 đến 1m8 thì ở trên đây nó còn tới 2m mấy, là 2m2 cột con. Nhìn cao ráo thoáng, bốn bên thì che lưới lan. Ở đây thì mình chưa định hình được cái bên nào nắng chiếu vào, vì ở này lúc canh trưa thì trời đứng nắng nên là sẽ biết, nói chung là biết, nhưng mà hiện tại chưa chia cho anh em tham khảo vì bốn bên đa số là lưới lan đóng hết. Rồi bắt đầu là ngày mai á, thì mình sẽ nói chủ trại chia cái hướng nào bị nắng chiếu. Còn bây giờ thì nấm chỉ mời cả nhà đi tham quan nhìn sơ lược thôi. Mình thấy kiểu trại cũng như là những cái mô hình mình xếp lên như thế này nhìn rất là gọn gàng. Mẫu thiết kế thì kẻ giống nhau như thế này. Ở này á, thì nền là nền bê tông nha cả nhà, nhưng mà anh em cố gắng kiếm những cái miếng cây hay miếng sắt, đây là những cái miếng sắt mỏng đắp vào. Trên trường hợp là cái nền bê tông mình nó mỏng quá, nó có khi nó bị lún xuống, thì mình kê như thế này nó an toàn hơn. Ở đây thì trại rất là thoáng, gió rất là mát. Anh em để ý coi, gió nó bay cái bông này. Cái bông nó bay lúc đấy coi. Lúc này là đang yên gió rồi đó, nhưng mà gió này rất là mạnh. Đấy, có hiện tượng gió lại, thấy cái bông nó bay không? Bông này nè. Nó mát như thế thì trại phôi nó sẽ rất là tốt. Phôi này mới nhập về. Rất là non. Đây, chưa có cái hiện tượng gì hết. Nhìn kỹ mới thấy được nha. Nó mới chạy tới nè. Bên này gió nè. Đường đưa mát. Thì mai bây giờ là gió mát rất là tốt, thoáng trại. Còn khi nào bắt đầu mà xử lý cho ra nấm rồi thì lúc đó mình mới tạo ẩm chia cho nó kín bớt lại, để cho cái nấm nó khỏi bị khô. Còn bây giờ mới nhập về thì cứ để càng gió càng tốt, đừng có để nắng với mưa trực tiếp ướt cái nút bông này là được rồi. Còn cứ để thoải mái cho nó ra nấm bói đi. Rồi bây giờ chắc xong rồi cứ để im nó thôi. Em thấy nhìn cái trại nó gọn gàng á. Nhìn rất là mát mẻ. Trại này là chính thiên. Ok, như vậy thì anh em tham khảo cái mô hình nó như thế thôi. Rồi. Ok, gọn gàng, đẹp. Cái kẻ này nó dài gần 4 mét. Chắc như thế này. Mỗi kẻ là cứ anh em nhân lên, cứ 1 mét là mình chứa được 250 phôi như thế này. Nhưng mà ở trên này nó mới có 4 tầng, 3 tầng mới 4 lớp nha. Đây mới 4 lớp, ở trên này thêm 1 lớp nữa, nhưng mà trại mình còn dư rồi. Không có nhất thiết gì chắc trên đó. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này.